Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì nếu như doanh nghiệp của mọi người đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và mọi người đang cần tìm một chiếc máy in để in tem nhãn phụ vừa đảm bảo được độ sắc nét, vừa có thể là in ấn được tem nhãn với số lượng nhiều và in liên tục, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy in của hãng Rin có model đó là 4012 PLM cộng. Thì đây là một dòng máy in với hiệu suất công nghiệp và xuất xứ chính hãng 100% từ Nhật Bản. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết về chiếc máy này. Thì đầu tiên mình có thể tìm hiểu sơ về bên ngoài chiếc máy Rin 4012 PLM cộng này. Đối với cái ấn tượng đầu tiên khi các bạn nhìn vào, nó khác hẳn đối với những cái dòng máy để bàn. Thì bên ngoài khung của nó thì hầu như được làm bằng kim loại, mọi người có thể thấy ạ. Còn các thiết bị in để bàn hầu như nó chỉ là làm bằng nhựa thôi nha. Nên thật ra là khi làm bằng kim ngoài thì nó sẽ được bảo vệ chắc chắn hơn, phù hợp hơn với cái môi trường công nghiệp, mọi người có thể thấy ạ. Cái điểm cộng thứ hai đó, mọi người có thể thấy đối với dòng máy Rin nó khác hẳn so với những cái dòng máy khác, đó là về kích thước của chiếc máy nó khá là nhỏ gọn, mặc dù nó cũng sở hữu cái công suất in, đó là công suất in công nghiệp mà nó khá là nhỏ gọn, thành ra mình có thể là đặt được nhiều vị trí và tiết kiệm cái không gian làm việc của mình hơn, gọn gàng hơn ở trong cái việc sử dụng để mà in ấn. Để mọi người đi một xí về cái cổng kết nối với em ha. Chiều phía sau thì chiếc máy này nó đang có cổng kết nối chính của nó, đó là USB và RS232. Thì đây là bản tiêu chuẩn. Nếu như mọi người cần cổng internet, cổng LAN thì mình có thể là option thêm khi mà mình đặt hàng đối với dòng máy này ha. Còn bản tiêu chuẩn là USB RS232 ha. Sau này đây là nguồn, còn bên này là công tắc nguồn. Đây mọi người có thể thấy ha. Đây còn USB thì kết nối cũng khá là đơn giản ha. Rồi thì cái này là phía cổng giao tiếp. Còn phía trước đây thì mọi người có thể nhìn thì đây là cái màn hình để mà mình có thể là giao tiếp với người sử dụng, để mình có thể là nó có thể hiển thị những cái cảnh báo, hiển thị được cái trạng thái hoạt động của chiếc máy này và một số cái nút nhấn ở đây để phục vụ cho mình trong việc điều chỉnh cấu hình là cái thông số của chiếc máy này khi mình sử dụng những loại tem nhãn khác nhau hay những loại mực hay cần cấu hình những cái khác nhau. Một số phím nhấn ở trên này có hiển thị khá là rõ ràng ha. Đây rồi, còn cái phía trước này mọi người có thể nhìn ở đây nó có một cái cửa sổ đây để mình có thể nhìn vào thấy được mực và giấy nó đang trạng thái như thế nào ha. Thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong cho mọi người xem ha. Đây em sẽ xoay ngang lại cho mọi người xem ha. Đây mở tắt máy lên thì đây là cách mở tắt máy lên, mọi người có thể thấy ha. Đây thì đầu tiên ở trên phía trên này người ta có dán một cái bảng ở đây là để mà hướng dẫn cho mình cách lắp giấy mực như thế nào, căng đường giấy như thế nào, được mực thế nào ha, khá là chi tiết để mình có thể nhìn vào mình biết được ha. Đây phía trong này, đây trong này mọi người có thể thấy cái không gian bố trí của nó cũng khá là nhỏ gọn ha. Phía dưới này đây là cái trục để mình gác giấy, thì cái trục gác giấy này mình có thể là chứa được cuộn giấy 100m tại vì đây là dòng công nghiệp, còn nếu những dòng để bàn thì mình có chứa được cái cuộn giấy 50m, còn đây là cái hộp này mình có thể là chứa được cuộn giấy 100m ha, để mình có thể là tiết kiệm cái thời gian thay lắp giấy, tại vì nếu là in công nghiệp thì mình sẽ in được nhiều. Và phía trên đây là hai cái trục mực và cuộn thu mực. Thì trục mực mình cũng có thể lắp được cuộn mực là 300m cho mọi người. Thì đây hầu như là cuộn mực tiêu chuẩn của nó là 300m ha. Đây và cái trước đây là cái trục thu. Đó mọi người có thể xem ha. Thì đây là cái phần bên trong. Thế như ban đầu em nói thì nãy giờ mọi người có thể thấy là hầu như các chi tiết của nó được làm bằng kim loại ha. Nên nó là có độ bền rất là cao và rất là chắc chắn này. Và còn một bộ phận rất là quan trọng của nó đó là phía trước này là đầu in ha. Em mở cái cho mọi người xem ha. Thì đây là chiếc máy có độ phân giải là đạt 300 dpi, nên thành ra là cho cái bản in của mình được sắc nét hơn. Và cái đồ rồng đầu in đó là kích thước là 4 inch, tương đương tầm 105mm ha mọi người. Mọi người có thể in được kích thước tem tối đa là 105mm ha. Còn trong cái khoảng rồng mọi người thì có thể là nhỏ dần 80, 60, 50, 40, 30 gì đó cũng được ha, miễn sao không quá cái khổ rồng của nó là 105mm. Em mở để xem. Đây là cái đầu in của nó. Thì chiếc máy này mình cũng có thể là in được hai chế độ, một là chế độ sử dụng mực, hai là chế độ giấy để càng cảm nhiệt in trực tiếp đó. Mình có thể sử dụng. Đây, mình có thể xem ha. Nhớ này là cái trục ruler. Ngoài ra chiếc máy này nó cũng có một cái ứng dụng khá là hay nữa, đó là cái chế độ lột nhạt tự động. Đối với dòng công nghiệp này thì đây lột nhạt tự động thì nó có sẵn trên cái phiên bản tiêu chuẩn luôn. Mình không cần phải đặt riêng giống như một số hàng khác thì mình phải đặt riêng ha. Thì đây nó có một thêm một cái trục ruler nữa để mục đích là phục vụ cho cái việc lột nhạt tự động khi mình in. Ví dụ như mình in ra 50 con thì nó sẽ tự động lột hết 50 con đó.
khi mà lột thì mình sẽ lấy con nào ra thì nó mới in tiếp con thứ hai tới khi nào mà kết thúc cái lần 50 con. Thì đây là cấu tạo sơ về bên ngoài của chiếc máy Intin 4012 PLM cộng này. Và thì bây giờ em sẽ tiến hành lắp lại cái giấy mực này và em thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của chiếc máy này và cái độ sắc nét của nó như thế nào nha. Thì em đã lắp đặt sẵn giấy mực và em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem về cái khả năng in ấn của chiếc máy này ha. Đây em sẽ in một số đường để mọi người xem. Em mọi người có thể xem về cái khả năng in ấn của chiếc máy này. Cái tốc độ in của nó thì mình maximum đó là 4 in trên giây. Đây mọi người có thể xem ha. Cái nét chữ của nó này, những cái bảo vật 1D, bảo vật 2D. À, trong cái tờ sắc nét ha, tại vì chiếc máy này có độ phân giải đó là 300 dpi. Đây là dòng máy in công nghiệp nên nó có thể in được rất nhiều tem trên một ngày nha mọi người. Mọi người có thể là sử dụng in được 5, 6, thậm chí là 10 hay 15 cái cuộn giấy in 100m. Thì lúc đó thì mình sẽ tính được cái kích thước tem. Một ngày có thể in được một vài ngàn tem hoặc là 10 ngàn tem. Tem nhỏ, đó mình có thể in ha. Đó mọi người có thể thấy khả năng in ấn của chiếc máy này. Thì từ những cái bản in dưới đến bản in trên nó khá là đều đặn nhau. Đó, độ sắc nét nó cũng tương đương với nhau nha. Đây em sẽ in thêm cho mọi người xem ha. Khi mọi người mua máy ở bên công ty thiết kế bảo mật thì bên công ty em cũng có tặng một phần mềm thiết kế tem nhãn đi kèm thì mình có để phục vụ cho mình trong cái việc đó là thiết kế những cái con tem nhãn này và tiến hành in. Thì ngoài ra nếu mình đã có những cái phần mềm thiết kế tem nhãn khác như Corel AI hay là có thể in từ Word, Excel hoặc là một số phần mềm khác trên định dạng web hay là app gì thì nó cũng có thể kết nối thông qua cổng USB và driver để mình có thể là in đưa ra những cái con tem nhãn để nó vừa khớp với lại kích thước giấy của mình nha mọi người. Thì vừa rồi em đã cùng với mọi người tìm hiểu về một số thông số máy cũng như thị thực tế đối với dòng máy Ring 4012 PLM cộng này để mình có thể in được những con tem nhãn phụ sản phẩm. Thì nếu như doanh nghiệp xuất nhập khẩu của mọi người cũng đang cần tìm một dòng máy in với hiệu suất in mạnh mẽ và độ bền chắc cao thì đây là một sự lựa chọn phù hợp để mình có thể sử dụng in tem nhãn phụ sản phẩm như thế này. Ngoài việc in những tem nhãn phụ sản phẩm thì nó cũng có thể là in rất nhiều loại tem nhãn khác nhau và rất nhiều loại giấy khác nhau. Điển hình đó là in tem nhãn giá thùng hàng để phục vụ trong việc là quản lý xuất nhập hay là vận chuyển. Thì để có thể là được tư vấn kỹ hơn hoặc là mọi người có thể liên hệ đặt hàng thì hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.